đầu tiên của
em gọi cho mình là tài chứng khoán quốc tế anh. Ui, thế thì anh không có nhu cầu đâu. Dạ, rồi, em cảm biết là ơn. Tại mình chưa có nhu cầu á, nhưng mà em chỉ muốn xin phép kích tiền Zalo với anh. Em gửi cho anh một số thông tin về thị trường anh em để anh tham khảo thôi à. Thôi, anh có sử dụng Zalo số này không anh? Anh không ấy đâu, cảm ơn em nhá. Thôi cảm ơn dạ, em. Dạ, em đã giúp việc gì cho anh đâu mà. Quá nhiều thứ thông tin. Trái để vào quốc lộ 12B.